mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, xin chào. Mời bạn nữ. Oh. Chào em. Mời em trai. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Em chào chị Nam Thư và bạn nữ. Em tên là Bùi Thanh Tân, 28 tuổi. Em làm lập trình viên. Em quê ở đâu? Dạ, em người gốc Sài Gòn luôn. Gốc Sài Gòn luôn, ở nhà em quận 8. Mời đàn gái. Dạ, em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam. Em tên là Nguyễn Thị Thủy Trang. Năm nay em 25 tuổi. Quê gốc của em thì ở Thái Bình, nhưng em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của mình là gì cưng? Dạ, em hiện đang phụ trách về phần pháp lý, hợp đồng và dịch thuật cho một công ty xây dựng. Em hãy cho đàn trai biết những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em là người sống tình cảm, hay giúp đỡ mọi người. Khuyết điểm là em hơi dè dặt, khá là khép kín. Bạn trai bên kia nè, mình ưu điểm, khuyết điểm mình sao ha? Dạ, em làm việc nhà nhanh lắm, chỉ như rửa chén này kia. Tốt, đàn ông mà làm việc nhà được là rất là thương gia đình, thương vợ đó. Nhưng mà không nấu ăn được. Từ từ mình cũng nấu được, không có khó. Bây giờ thì mình nói về cái con đường tình duyên của mình đi em. Lúc mà em học cấp 3 là một mối tình, nhưng mà lúc đó còn trẻ quá. Rồi. Nên cũng chia tay sớm. Sau đó là em quen một bạn nữ, lúc đó là em đang làm để dành tiền đi học á. Em làm phục vụ thì em quen một bạn nữ. Quen được 2 năm thì bạn đó bỏ em. Chờ khoảng 6-7 năm sau á thì em mới có kết bạn, nói chuyện quen với bạn nữ nữa. Nhưng mà kiểu hai người không hợp nhau, rồi thì cũng chia tay, rồi bạn nữ lúc giờ cũng có chồng rồi. Bây giờ đã chuẩn bị đủ tinh thần để có người yêu và lấy vợ chưa? Dạ rồi. Còn tình duyên của mình sao em? Dạ em mới trải qua một mối tình thôi chị. Ừ. Lúc đấy thì em là sinh viên, ra trường thì cái định hướng của mỗi người khác nhau. Dạ, thì chia tay. Vậy thì định hướng của bên đàn gái là gì? Người đàn ông như thế nào mới hợp nào? Có khả năng biết lắng nghe và trung thủy với em. Gì nữa? Hết. Cái mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào? Là đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn trên ạ. Sao em thấy đáp ứng được không em trai? Dạ, thực ra thì em cũng là người sống tình cảm và biết lắng nghe. Và em biết nói câu xin lỗi với lại đối phương. Vậy thì được. Chứ không phải luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu nha. Rồi, còn em muốn một người phụ nữ thế nào? Em á, em muốn người phụ nữ thế nào? Trời ơi. Em thích bạn gái thích nấu ăn. Thích nấu ăn thôi, còn nấu ăn ngon hay không là chỉ nó chưa quan trọng. Bạn nấu thì em sẽ là lặt rau hay làm cùng. Em biết nấu ăn mà đúng không? Dạ. Để chị qua chị coi thử. Chào chị. Chào cưng. Sao cưng đi cô gái, con gái nhà người ta mà cưng gục ghè vậy rồi sao? Mình đi cua ghệ, mình đi kiếm người tình yêu, mình phải hết sức là quyết liệt vô. Mắc mơ gì người ta gục ghè, người ta mắc cỡ. Chứ gặp gái ào ào vô người ta đánh giá mình sao? Bị gì cái cô bên nhà em á, cổ cũng rụt rè mắc cỡ lắm. Chưa thấy nó thấy nó chủ động mà coi. Không có, thật ra là tính em nó hay vui vui và nó cũng nhây nhây lắm. Hồi đó như kiểu chơi game vậy đó. Thì em đặt tên kiểu như là cho người ta chú ý vô, em đặt tên là một thằng gay. Chắc nhiều khi lặn vậy là bị cái huông sao vậy nó. Cái này nguy hiểm nè. Nguy hiểm nha. Có cái chữ đó nó. Có bao giờ mà... Không có anh, tại vì nó có một cái gì đó gọi là nó vui vui á, tại vì... Vui hay là có gì cảm giác giống vậy? À, tại vì em với mấy bạn em là mặt nhìn nó cứ non non á, rồi da thằng nào cũng trắng trắng hết trơn á. Nên người ta nhìn vô, người ta nói nguyên đám là bị đê không à. Mà có thiệt không? Dạ không. Có chút gì không? Không luôn. Trời, đàn trai uy tín nha. Chứ để qua mốt đàn gái trả về nó trời ơi. Phải test. Hết đất cho bà mối biết. Cái gì mà hết đất? Trời ơi, thời buổi này rồi ai hít đất nữa. Giờ là phải tạ. Tập tạ hả? Vô trong nhà lấy tạ ra đi ông ơi. Tạ đâu trong nhà? Tạ nhà anh á. Em qua em bỏ. Em qua nhà anh nào? Khuya em qua đó. Lúc anh đang nằm ngủ mặc cái quần xà lộn. Trời ơi, qua đi ngang cái giường anh thấy nằm ngủ vô em bỏ tạ ông đó mà. Khuya có qua hả? Ừ, lúc đó thấy em mặc quần xà lộn nằm ngủ vậy nè. Anh Mai. Qua lấy tạ. Mai mốt khuya có qua nói tôi trước nha. Chi vậy? Trời ơi, ta chuẩn bị. Không biết ông Mai ông rinh ra nổi không, tôi lo quá nè, trời ơi, thiệt luôn á. Trời ơi. Thiệt luôn á anh. Làm liền tại chỗ em ơi, phải test chứ. Ba mua gì giữ về cục này chắc. Rồi, vô. Một nè. Trời. Hai nè. Thấy chưa? Ba nè. Bốn nè.
5 nè, rung rồi, rung rồi. Rung cái gì mà rung? 6 nè. Trời. Trời ơi, thấy không? Mình nhìn nó mai kìa. 7 trời. Nè, trời. Anh thấy cũng nhẹ. 8 nè. Sao? Lên 9 đi tôi mới mở rèm cho gặp mặt. 9 rồi chị. 10 đi, mới mở rèm gặp mặt. Trời ơi, thôi. Tiêu quá thì thường. Cũng được chứ, 10 cũng được à, được rồi coi. Cục này chắc 1 kg hơn á anh. Hả? Gì 1 chục? Cái này có... 1 nè. Thôi bỏ đi ông Mai ơi. Trời hồi nó lòi con mắt ra ngoài luôn. 2 nè. Thôi khó. Bỏ tài. Nghĩa là sức mạnh nó có đó. Có. 10 cái là được rồi, ngon rồi. Ngon à. Rồi, 10 cái được. Là ngon à, đàn ông mà 10 cái là ngon á. Được. Về thể lực là đối với chị là cưng qua cái vòng đó rồi đó. Mặc dù nó thở lè lưỡi ra luôn. Ừ. Rồi bây giờ mình thử thách tiếp nè. Đúng hả? À, mình vừa qua cái giai đoạn là thể lực. Rồi giờ mình đọc thơ đi. Đàn ông mà là phải có văn có võ. Bây giờ mình qua cái bước võ rồi mình tới bước văn. Được không em? Đừng dạy mà quen dân IT. Sao nữa cưng? Sao nữa? Sao nữa? Nó khô khan lắm. Chẳng biết gì à? Chẳng biết gì. Biết thơ tán gái thì... Thì gì? Từ từ em quên. Biết thơ tán gái thì... Em quên. Từ từ. Nói chung là vậy đó. Tôi có thuộc nhưng mà tôi quên. À, nó lấy, không... lấy nó thì chẳng được gì. Nhưng mà cưới rồi thì mới biết. IT không kém bất kỳ ai. Đừng có đùa. Em phải cảm ơn ông Mai. Dạ. Ông Mai đã cứu em một bàn thua trông thấy. Rồi đợi. Đủ rồi. Đủ rồi à? Thử vừa thôi chứ thử quá làm khó đàn trai. Ủa tôi con gái tôi có giá tôi có quyền chứ. Ủa con trai cũng có giá vậy. Ít nhất cũng cũng đẹp trai chứ bộ. Giỡn à. Đẹp trai. Mày cũng giống là chơi song dong với Kim Song Ngu Yun gì đó. Cũng đẹp trai giống Hàn Quốc chứ bộ. Để anh qua coi đàn gái sao mà làm khó với đàn trai dữ nha. Dạ. Sao? Đàn gái nhà tôi dày rồi làm giá là đúng chưa? Duyệt, đàn duyệt gái, à? Duyệt. Nết na dễ thương ha. Bé. Trổ tài năng ra mình có ra. Có tài năng gì? Thơ hát kìa. Thử coi nghe coi. Đúng rồi. Ừ. Dạ, em xin phép hát một đoạn trong bài All of Me của John Legend. Cái gì? Nó lớn lên bài gì? Bài All of Me. Dịch tiếng Việt kìa cưng. Đàn trai người ta quê mùa, người ta know speak English lắm. No speak English. Nói về bản thân em. À, nói bản thân em rồi, bắt đầu hát. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my hair spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Ngọt ngào. You're được. Crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. Nói chung á là anh thấy là bên nữ hát hay. Anh hiểu cái bài này luôn. Em hiểu không? Dạ hiểu được khoảng 50%. Đại khái là gì? Đại khái là nói bạn này có tình yêu rồi, bạn này muốn trao đi và nhận lại. À đó, hiểu rồi đó, đàn trai hiểu đó. Tình yêu trao đi là nhận lại đó. Ok, tôi cũng hiểu luôn rồi đó. Tốt. Thôi được rồi. Bên đàn gái giờ có yêu cầu đàn trai không? Em có 9 câu hỏi muốn hỏi. 9 câu mấy hỏi? Mấy câu? À chỉ có 9 thôi. Ủa sao nhiều như vậy?
hỏi đi cưng, hỏi đi. Dạ, bạn Nam phải trả lời nhanh. Nếu mà bạn Nam chưa kịp đưa ra câu trả lời thì chị Nam Thư với lại anh Quyền Linh có thể hỗ trợ em đếm từ 1 đến 3. Chà, lật quyển sổ rồi. Thôi là ơi, thấy mệt mệt rồi đó. Hít thở sâu, hít thở đều. Bạn nha, gái này coi bộ khó rồi nha. Rồi, vô. Câu thứ nhất, anh thích một người vì ngoại hình hay nhân cách? Ngoại hình hay nhân cách? Nhân cách. Nhân cách. Nhân cách. Câu thứ hai là một câu hỏi tình huống. Rồi, tình huống. Giả sử đi cùng em có hai người bạn nữ, một bạn rất thông minh, còn một bạn là rất xinh đẹp. Anh thích kết bạn với ai? Một người thông minh, một người xinh đẹp, còn ai? Kết bạn với ai? Mà đi với bả luôn. Đi với bả luôn. Ừ. Đi với cổ mà có thêm hai người bạn, một người xinh đẹp, một người thông minh, thích ai? Thông minh. Thông minh. Chọn bả. Hả? Đi với bả mà. Ừ, dạ, vui quá rồi. Chọn bả. Chọn em. Chị Nam Thư ơi, hình như MC bên đó hơi thiên vị bạn nam, vậy là phạm luật đó chị. Thấy chưa, anh chơi vậy anh chơi phạm luật. Đọc câu hỏi anh, câu gợi ý trả lời, nó trả lời sao nó trời ơi đi với bà anh. Không em, đàn trai mà phải bên nhau. Có hỗ trợ chứ trời đất ơi. Rồi tiếp tiếp. Dạ, câu thứ ba, anh có hay ngủ nướng không? Anh có hay ngủ nướng không? Có ngủ nướng, có. Ngủ nướng bình thường. Anh có bao nhiêu em gái mưa? Có. Không có ai hết. Đúng rồi, không có ai hết. Không em, không em. Anh có thích đi du lịch không? Thích đâu du lịch đâu? Có, tháng nào cũng dùng tiền để đi hết á. Ừ. Vậy nếu trong lúc đi du lịch, bạn gái anh nhờ anh chụp ảnh quá nhiều hay là selfie quá độ thì anh có thấy phiền không? Có phiền không? Không, tại vì em cũng thích chụp hình. Mắc mới gì phiền, thích luôn mà. Thích luôn, thích luôn. Câu này quan trọng nè chị. Quan trọng hả? Quan trọng, hồi hộp quá. Giữa game, bạn gái và công việc, nếu bắt buộc phải chọn một và bỏ đi hai điều còn lại, anh sẽ chọn điều gì? Cái gì game, nói, game, bạn gái, công việc, chọn một, bỏ đi hai, chọn nào? Có một thôi, có một cái chọn được thôi. Dạ. Game, bạn gái và công việc. Hả? Muốn chọn công việc. Cái này của nó chọn nha. Anh có tư vấn không? Chọn bạn. Dạ. Nếu như là vợ thì em sẽ chọn vợ. Còn nếu mà bạn gái thì em sẽ chọn công việc. Hay. Được. Công việc. Câu tiếp theo. Trong một nhóm bạn, anh là một người trầm lắng hay khuấy động? Cả một nhóm bạn của em ai cũng khuấy động hết. Khuấy động cho vui. Khuấy động. Vậy ví dụ nếu có một bạn nữ nhờ anh trở về thì anh có trở không? Trước kia thì có thể có, em có trở về. Nhưng khi mà có bạn gái rồi á thì tùy vào tính cách của bạn gái. Nếu mà bạn gái thấy là ok, bình thường thì em sẽ chở, còn nếu bạn gái không chịu thì em sẽ không chở. Thí dụ như không có bạn gái ở đó thì em có chở không? Dạ, cái đó là tùy trường hợp đấy anh. Thí dụ như là đồng nghiệp của em đi mà trên đường đi về á thì chỉ là đồng nghiệp thôi thì em sẽ chở về bình thường. Ừ. Còn nếu như mà chịu trở về mà ngược đường á thì không. Cũng phải từ nhiều khi đêm khuya người ta kẹt có người. Đấy vậy, nó là tùy vào trường hợp thôi. Mình không có thể là trời ơi, cái gì cái vậy nữa. Người nói ta hỏi là không chở, không trả lời hỏi nhanh mà ông ngồi ông giải thích nữa, bây giờ có không rồi? Có. Mà không, không hả? Trời, tôi nói có mà. Người ta chở thôi mà, chứ đâu phải chở là yêu đâu. Mà là giờ có hoặc không? Có. Là anh trả lời hay là ổng trả lời? Anh. Trời ơi, người ta hỏi ổng mà. Ủa gì hả? Có chở không? Có đi, em nghe là quân sư. Có. Ủa mắc mớ chở mà, đâu có yêu đâu sợ. Có nha cưng. Rồi tiếp. Câu hỏi tiếp theo thì sẽ có 3 sự lựa chọn và anh sẽ chọn một trong 3 sự lựa chọn. Ủa, đó. Trời, anh mệt ghê luôn á. Khi anh để ý một người, anh thường làm gì để người ta chú ý tới anh? Lựa chọn thứ nhất, tạo ấn tượng trước người đó, Minh Hòa đi. Rồi, hai, tìm cách xuất hiện nhiều lần trước người đó. Em xuất hiện hoài luôn. Đó. Gì nữa? Ba. Và lựa chọn thứ ba là nói xấu người đó. Em sẽ chọn cách là tạo cách ấn tượng. Đúng rồi. Còn câu cuối cùng chị. Trời câu ơi. Cuối cùng. Lấy vợ khó dữ trời. Giả sử lúc này đã là 10 giờ đêm và anh đang đi nhậu với đối tác và trao đổi một công việc quan trọng. Bạn gái anh lo lắng, gọi điện liên tục. Anh sẽ làm gì? Lựa chọn thứ nhất, tắt máy hoặc liên tục từ chối cuộc gọi. Lựa chọn thứ hai, gắt gỏng, anh đang bận rồi cúp máy. Lựa chọn thứ ba là một cách khác, anh có thể nêu cách cụ thể của anh. Em sẽ nói cách của em. Ừ. Công việc của em nếu mà có đối tác này kia sẽ nói chuyện với nhau trên Skype á. Và cái thứ hai là em không có nhậu. Đi cho cuộc vui thì em chỉ là uống hay nhấp môi này kia thôi. Bạn gái gọi thì em vẫn nói chuyện bình thường, em sẽ bắt máy rồi ra ngoài nói chuyện. Anh có gắt gỏng không? Tại vì anh đang trao đổi công việc quan đang trọng. Trao đổi công việc quan trọng, gọi có gắt gỏng không? Không nên gắt gỏng, tại vì bạn đó đang quan tâm tới mình. Đúng rồi, bạn đó quan tâm gì tới mình thì mình không thể nào mà phụ được. Giống như anh cũng buổi tối đi liên hoan liên hiết gì á, bà xã gọi. Gọi hoài, càng gọi anh càng cười. Thì đó. Đối tác. Gọi nữa. Tạc tiếp đối tác. Ổn chưa? Trời ơi, tôi lo quá. Được rồi. Chưa? Hỏi nữa tôi đóng cửa rào luôn á. Mới qua ải của bên đàn gái thôi. Còn người thân nữa nè. À, còn người thân phải không? Bé Trang, hôm nay là em tới đây với ai nè?
Em đi cùng mẹ em với lại chị gái. Cô là mẹ của Trang. Cô dạ. Xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ, con chào cô. Cô thấy đàn trai bên đó làm sao nè cô? Cô thì cô thấy là bạn trai này cũng tương đối là chỉn chu. Bạn ấy trả lời cũng tương đối là đạt đấy. Dạ. Thôi Linh hỗ trợ nữa đó. Cô có muốn nói gì về chàng trai đó với bé Trang không? Thì tùy vào sự cảm nhận của hai người thôi. Theo cô á, là con gái có nên bấm nút hay không? Theo cô thôi, còn con gái sẽ quyết định bởi vì tình yêu của nó mà. Không, nếu mà như thế này cô cũng phải giấu, cô cũng nói thật. Trong vấn đề riêng tư, tình cảm á, thì con gái mình quyết định, còn có thì mình chỉ là đứng đằng sau. Sau này có gì đó thì mình phát biểu quan điểm thôi. Cảm ơn cô. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, anh đi với mẹ, anh với mấy bạn. Rồi, chào cô. Cô thấy cô gái bên kia thế nào? Cô gái cũng dễ thương, hiền. Dạ, cô thấy hợp không? Cho hai cháu nó để cho nó lựa chọn, chứ cô cũng không biết. Cô không biết luôn. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Thôi, mình kéo màn đi cho hai đứa nó nói chuyện với nhau nha. Sô-cô-la. Cảm ơn anh. Chúng ta có 2 phút để nói chuyện. 2 phút bắt đầu. Thật ra thì đầu tiên là anh định tặng em một cái váy. Nhưng anh nghĩ lại là anh sợ nó sẽ không vừa sai hay gì đó. Hay là nhiều khi anh sẽ không thích cái màu của em với anh. Cái sô-cô-la thì nó sẽ có cái ý nghĩa hay hơn. Đầu tiên thì sô-cô-la nó đắng, sau này thì nó mới là ngọt. Bởi vậy thì anh tặng cho em thì anh hy vọng là trước khi mình gặp nhau mình cũng chưa có gì, thì nó rằng là một mối tình nó đắng, thì sau này nó sẽ là nó, mình sẽ trao dồi thêm, mình đo đường sữa đồ này nọ vô thì nó sẽ có một cái vị khác. Cho em hỏi anh một chút nhé. Ngày xưa cô giáo có khen anh học giỏi văn không? Thật ra thì hồi đó giờ chưa bao giờ anh được 7 điểm văn. Anh thì kéo xuống học sinh trung bình đồ này nọ là tại vì môn văn. Nhưng mà lúc nãy giờ em thấy anh rất là ngọt ngào. Cảm ơn anh. Lúc trước thì anh có nói anh là lập trình viên. Thì những người làm công việc lập trình viên rất là bận rộn. Có thể là làm cả thứ bảy chủ nhật nữa. Dạ. Em không biết là điều đó có đúng với anh không. Mà nếu mà đúng như vậy thì làm sao mà anh có thể cân đối được giữa công việc và cuộc sống để có thể hẹn hò? Thật ra thì trước Tết á, thì anh cũng nói như em nói cái là buổi sáng làm, xong buổi tối cũng làm, và thứ bảy chủ nhật cũng làm luôn. Khoảng thời gian gần đây á, thì anh thấy làm như vậy nó không có cái gọi là mới đi á, nên anh quyết định là anh sẽ không có làm những làm thêm nữa. Anh chỉ lấy cái lương cứng thôi, và thời gian còn lại là anh đi học. Bởi vậy cái thời gian mà anh rảnh nó cũng nhiều hơn. Quan điểm tình yêu của mỗi đứa như thế nào? Yêu là nghĩ về nhau được rồi, cũng không nên phải ràng buộc quá nhiều. Chứ chỉ cần là em luôn nghĩ em chỉ có một người bạn trai, còn em có đi chơi với người bạn thân của em từ đó trước tới giờ đi, thì không có lý do gì phải ghen hay là chuyện gì. Có nghĩa là anh cho phép em có bạn thân là nam giới? Chứ nó mà bình thường. Vậy anh em muốn... có cho ngược lại không bé Trang? Quan điểm của em là em không thích anh có em gái mưa hoặc là có bạn thân là nữ giới. Em cũng không có bạn thân là nam giới. Thì anh có thay đổi theo suy nghĩ của em không? Bình thường, thật sự mà vì nhau rồi á, một trong hai người sẽ từ từ phải thay đổi mà thôi. Có thể là anh sẽ thay đổi theo suy nghĩ của em. Được mà đúng không? Rồi, mỗi đứa nói một câu chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Anh nghĩ em cũng khá là hợp với anh, theo đúng cái kiểu mà anh thích. Nhưng mà em có thể để tóc dài không? Lúc trước là em để tóc dài. Nhưng mà sau này để thay đổi thì em đổi sang tóc ngắn. Em có ý định sẽ để tóc dài không? Dạ có. Chúng ta hết thời gian. Kiểm tra lại xem con tim mình thật sự rung động chưa các bạn nha. Nào, 3 2 1. Hết thời gian rồi. Nào, tại sao em gái lại không bấm? Lúc mà trả lời 9 câu hỏi của em thì em cảm thấy có một vài câu hỏi dựa trên tiêu chuẩn của em á, thì nhưng tại sao lại dựa vào 9 câu hỏi đó để chọn người yêu của mình, trong khi người thật thế này
Dạ, vì lúc mà anh ấy trả lời trong một thời gian ngắn như thế thì sẽ là trả lời chân thật nhất. Thì em tin là chính câu hỏi đó có thể khắc họa một cách tương đối. Cái đó là cách của em, nhưng với quan điểm của anh á, chúng ta có người trực tiếp chúng ta nhìn và chúng ta sẽ kiểm tra từ đôi mắt, kiểm tra từ cái tính chất và cái phong cách của anh ấy. Theo anh đánh giá đó, cậu này là một người rất là ok. À, bé gái, chị cũng là phụ nữ, chị cũng chưa có người yêu. Cái gì thì không biết, chúng ta có thể xài bằng công thức. Nhưng riêng với tình yêu thì chúng ta đừng trắc nghiệm nó. Bởi vì tình yêu mà khi chúng ta đưa vào trắc nghiệm thì nó sẽ không còn hay ho, nó không còn thăng hoa, nó không còn nhiều cái feeling nữa. Đừng cứng nhắc trong suy nghĩ, thả lỏng con tim mình. Biết đâu hai bạn đứng đây không thành đôi, nhưng về chúng ta trao đổi kết bạn, qua đó chúng ta tìm hiểu nhau thì ai biết được. Trên truyền hình có hàng triệu chàng trai sẽ bấm cho em, và hàng triệu cô gái sẽ bấm cho chàng trai này. Thì có ban biên tập của chương trình, cho nên là mình cứ thoải mái mình chia sẻ ha. Đang ở ngoài nắng quá hay sao, thấy hơi nhăn nhăn vậy anh? Quên đấy. Sáng nay em vội qua, em định lên em ngồi ở quán cà phê ấy. À, không cần phải ở cà phê đâu, mình cắt online bất cứ đâu mình vẫn cắt được ha. Đầu tiên là anh giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Chị ấy sao mà em không thấy hình chị nhỉ? Hiện tại là ban biên tập cũng đang làm việc ở những cái không gian nó khác nhau, cho nên chủ yếu là sẽ thấy được hình ảnh của anh là chính, và mình cũng quay làm cái đoạn clip ngắn của anh á ha. Dạ rồi, mời anh bắt đầu ạ. Em giới thiệu với chị, em là Bùi Đình Khương. Em sinh ngày 02/10/1987, em nay 35 tuổi rồi. Bùi Đình Khương đúng không ạ? Dạ vâng, em chưa có lập gia đình lần nào hết. Rồi, quê mình ở đâu, công việc hiện tại là gì nè? Em quê em là quê gốc của em ở Thanh Hóa, nhưng mà em thì em làm việc ở trong miền Nam á, trong tỉnh Ninh Thuận á. Tiếp đi anh, công việc là gì, em đang cần biết những cái thông tin đó. Em làm bên thủy sản. Cụ thể giùm em ha, thủy sản là làm gì? Em là kỹ sư nuôi trồng thủy sản đấy. Là mình làm ở trong Ninh Thuận lâu chưa? Đúng rồi, em nếu mà chị về Ninh Thuận á, chị nhìn thấy công ty cổ phần đầu tư S6 á. Đó là tập đoàn của em. Tập đoàn này là tập đoàn sử dụng cái đề tài của em á. Nhưng mà bây giờ em đang dính vào một cái trường hợp là khoảng cỡ tầm 15-20 ngày nữa thì em sẽ có một cái vụ kiện về sở hữu trí tuệ tại thành phố Phan Giang Tháp Chàm. Cái đề tài này của em là cái đề tài được viết đầu tiên và duy nhất trên thế giới á. Cho nên đến bây giờ em chưa có lập gia đình thì khoảng cỡ tầm 15-20 ngày nữa thôi. Nhưng mà thật ra thì em cũng lớn tuổi rồi nên cũng muốn lập gia đình nha chị. Là 15-20 ngày nữa là anh đi đâu? 15-20 ngày nữa là có thể là em vào trong đó để em giải quyết về cái vấn đề tài sản của em ở đó. Trong nào anh vào? Trong nào? Vào trong thành phố Hồ Chí Minh hay sao? Trong Ninh Thuận á. Dạ. Rồi ok, anh Khương chia sẻ về bản thân mình đi ha. Những cái điểm mạnh, điểm yếu nổi bật của mình là gì nè? Em thì em tốt nghiệp đại học thương mại chuyên ngành quản trị kinh doanh. Vâng, em tốt nghiệp đại học thương mại chuyên ngành quản trị kinh doanh năm 2000, tốt nghiệp vào năm 2013. Em thì em chỉ giỏi về nghiên cứu khoa học thôi. Giỏi về kinh doanh và nghiên cứu khoa học, và đặc biệt là ở ngành tôm á. Em thì cũng tính tình thì em cũng vui vẻ hòa đồng thôi, không có khó cái gì cả, nhưng mà đều phải trên cơ sở của nguyên tắc hết. Rồi tiếp đi anh, còn gì nữa không? Ở Ninh Thuận là hiện tại là mình đang ở với ai, mình ở trọ trong đó hay như thế nào anh? Em mới trong đó về xong khoảng cái thời gian nữa em vào. Ở Ninh Thuận thì nói chung em cũng có anh em người nhà ở trong đó. Là hiện tại là mình đang ở ngoài Thanh Hóa luôn. Đúng rồi. Là khoảng 15-20 ngày nữa mình mới bắt đầu vào Ninh Thuận. Dạ, em vào để em giải quyết về cái vấn đề của em ở cái tập đoàn đó ấy. Giải quyết xong rồi mình ở đó luôn hay mình đi về Thanh Hóa lại? Đương nhiên là giải quyết xong thì đương nhiên là có thể là em sẽ công tác tiếp tại Ninh Thuận, hoặc có thể là em sẽ sinh sống ở Sài Gòn. Có nghĩa là vào để giải quyết kiện cáo này kia thôi gì? Đúng rồi. Là họ sử dụng cái mô hình đó của mình mà họ không xin phép hay sao anh? Đúng rồi chị, em có bản quyền mà.
Em có bản Rồi. quyền, em có để bản quyền, nếu mà chị để ý trên cái Zalo của em là chị thấy cái bản quyền của em ngay Ừ, rồi trên ok. Zalo. Dạ, và đơn đơn gửi về cái tập đoàn đó. Rồi ok, trước giờ mình trải qua mấy mối tình rồi anh? Em thì thật ra thì mối tình thì em thật ra em đi học thì cũng có nhiều bạn thích em, nhưng mà tính em thì nó kiểu như là cũng không thích yêu một người nào đó, mà trong khi ví mình nó mình không phải là một người thật sự đảm bảo về tài chính tốt đấy. Tính em là như vậy thì thật ra thì em nói chưa có mối tình nào thì không phải, nhưng mà chỉ có một mối tình thôi, còn sau đó là em đi nghiên cứu các thứ ấy, em cũng rất chi là bận. Rồi sao mà anh biết tới chương trình rồi đăng ký tham gia vậy? Em hay xem trên tivi ấy chị. Rồi ok. Bây giờ mình mong muốn tìm kiếm một người bạn gái như thế nào ha? Những cái tiêu chí nè, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác, vùng miền. Thật ra thì em mong muốn là tìm một cái người bạn gái là nói chung là nó phải cao ở trên 1 m, trên trên 1 m 6. Anh cao mét nhiêu? Em cao 1 m 7. Rồi, chiều Trên 1 m 6 cao trở lên đấy, thậm chí là bằng em. Và rồi thứ hai là phải có trình độ còn đại học, và đặc biệt là nếu mà trình độ bên ngành kế toán và kinh tế tài chính thì tốt tốt. nữa. Thứ ba này là quê thì nói chung là ở đâu thì cũng được, nhưng mà nếu mà ở Thanh Hóa hay là những cái tỉnh mà em cũng không quan trọng quê lắm. Em không quan trọng ở đó. Nói chung là tính tình và đức tính thì nói chung là sống có trách nhiệm với đây gia đình, với đây người thân là được. Có nghĩa là cùng quê Thanh Hóa thì càng tốt ha. Vâng ạ. Không thì quê ở Sài Gòn cũng được, quê Hà Nội cũng được, Rồi. miền Tây cũng được, nhưng mà nói chung là em thì em chỉ thích là một là Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, ba là Thanh Hóa rồi, Rồi ok. và Còn các tỉnh Bắc hoặc các tỉnh ở miền Trung cũng được, nhưng mà cái đó thì cũng không 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 có ấy lắm, nhưng mà đại khái là từ Sài Gòn trở vào trở ra. Rồi, ok. Còn yêu cầu gì nữa không anh? Thì em nhìn cô bé cũng nói chung là ít tuổi hơn em thì cả cũng được, không đừng có quá tuổi em, Nhỏ và tuổi hoặc bằng ha. nhỏ nhỏ tuổi hơn em, có nói cỡ nằm ở dưới cái tầm ít tuổi hơn em, ok là được, không không cái đó không quan trọng lắm. Rồi còn gì nữa không anh? Nói chung mà thì công việc thì các thứ thì nói chung là cũng không cần cô bé đâu phải có một cái gì đúng không, gọi là ấy, chỉ cần người nó ok là được rồi, còn vấn đề còn lại thì em nghĩ rằng có thể có một cái cách để giải quyết được. Rồi, ok. Anh còn yêu cầu gì nữa không? Còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không? Nói chung là yêu cầu đặc biệt là chị, ý chị hỏi lại yêu cầu nào chị? Có điểm gì mình ưu tiên hàng đầu á, kiểu bạn gái bắt buộc phải có tiêu chí đó đó. Là nói chung là lúc chưa lấy chồng thì thôi, nhưng mà đã lấy chồng rồi thì phải nói chung là tuyệt đối là quan trọng nhất là phải chung thủy. Rồi, Còn lúc ok. em bố em rồi thì lấy ai lấy, em không quan tâm. Rồi, hôm nay chỉ là cái buổi cát đầu tiên ha, mình làm quen, mình trò chuyện với nhau như vậy thôi. Nếu mà mình được chọn nè, cũng như có người phù hợp rồi á, thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết cụ thể những cái quy trình phía sau nữa ha. Dạ rồi á, cảm ơn. Rồi, chào anh nhá. Dạ vâng, bây giờ thì anh chủ động giới thiệu về bản thân mình, những thông tin cơ bản về bản thân mình. Anh cứ tự chủ động chuyện để cho mọi người hiểu anh hơn nhá. Tên là Nguyễn Quang, sinh năm 1996, quê ở Quảng Ngãi. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Gia đình thì em là có một trong gia đình có ba người. Công việc thì làm vườn với lại buôn bán nông sản nhỏ ngoài chợ. Công việc nghĩa là mình làm xong mình mang cái nông sản đó mình đi bán hả? Vừa một số nông sản như trái cây thì mình đem bán ngoài chợ. Không sợ rồi. Rồi.
Vậy là thu nhập của anh thì bình quân một tháng là bao nhiêu ạ? Dạ, thu nhập bình quân thì một tháng thì khoảng vài triệu. Chứ còn không gì đây làm vườn nên thường nó không có một số nhất định theo tháng. Rồi, thế vậy mình buổi sáng là anh ra chợ anh bán luôn hả anh Quang? Dạ. Rồi, một trước giờ là anh trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ chắc cũng nó tính ra chính thức thì có hai ạ. Rồi, chính thức mối tình nào sâu đậm nhất bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình sâu đậm nhất là hồi học cấp 2, khoảng hơn 1 năm. Khoảng hơn 1 năm. Dạ. Hơn 1 năm xong rồi tại sao chia tay? Dạ, do không hợp với gia đình, không được ạ. Gia đình bạn gái hả? Dạ. Dạ, cũng bạn bè mà hơi ấy một xíu rồi. Anh nói cụ thể rõ ràng được không? Anh nói anh truyền đạt ý rõ ràng hơn xíu đi. Bạn bè không ấy là sao? Dạ, mối tình đó thì cái đó là hồi học cấp 2 là cũng được hơn 1 năm. Hồi đó là bạn bè học chung lớp rồi cũng lúc đó là cũng dân dẫn rồi mấy bạn rồi. Cũng dân dẫn là nó mình quen đi. Bắt đầu nhắn tin rồi viết thư qua lại làm quen rồi lúc cũng được một thời gian sau là cũng vài rắc rối trong việc gia đình bắt đầu là hết chấm hết rồi. Rồi ok, bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào hay? Dạ, muốn cho chương trình tìm cho em một người là một người hiền và tốt chứ còn chỉ hy vọng bấy nhiêu thôi chứ còn đòi hỏi cao quá là mình không dám. Ngoại hình? Ngoại hình thì trung bình là được thưa anh. Rồi. Dạ. Vùng miền nào thì anh ok? Dạ, tốt nhất là miền Nam sẽ ok hơn ạ. Nếu mà chỉ trong vòng bán kính 100 cây số thì anh đi được không? Dạ được ạ. Rồi, ok, em cảm ơn anh Quang nhất. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ lại với anh ha. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Rồi bây giờ anh chủ động giới thiệu về bản thân của mình, những cái thông tin cơ bản về bản thân mình, họ tên, ngày tháng, công việc, nghề quê quán nhé. Anh thì sinh năm 1985, đang ở Long An, nghề nghiệp sửa xe. Họ và tên? Lê Minh Khang. Lê Minh Khang 1985. Hiện tại anh đang ở đâu ạ? Ở Lô T 64, khu dân cư Tân Đô, Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Long An. Anh sửa xe này là tiệm của mình luôn hay sao anh? Ờ, tiệm em. À, là tiệm mình đã mở được bao lâu rồi? Anh mở mười mấy năm rồi. Mở mười mấy năm rồi, vậy sửa như vậy thì thường thu nhập trung bình của mình thì như thế nào ạ? À? Một tháng anh? Thì cũng mười mấy 20 triệu trở lên. Ừ, rồi ok. Anh Khang trước giờ mình đã từng lập gia đình gì chưa? Anh chưa em ơi. Vậy thì trước giờ anh trải qua mấy mối tình rồi? À vợ hả? Quên. Vợ thì anh chia tay được mười mấy năm rồi. À là đã kết hôn rồi đúng không? Có năm mấy là chia tay hay dòng chia tay? Ừ, ở hơn năm là chia tay. Mình có con chưa anh? Chưa có em ơi. Rồi lý do làm sao mà mình lại chia tay? Ờ, tại không hợp nhau. Cụ thể giùm em đi anh ơi, không hợp ở điểm nào? Hả? Không hợp ở những điểm nào anh? Tại vợ anh ăn chơi dữ quá. Ừ, chưa có con, vợ ăn chơi dữ quá. Nhưng mà ly hôn là chính thức là ly hôn năm bao nhiêu? Anh nhớ cái ly hôn đấy cái đây mười mấy năm rồi. Năm 2013. Ồ, 2013. Rồi từ đó giờ anh có tìm hiểu ai khác không? Không em. Từ đó là không quen ai. Ừ, rồi sau này muốn đăng ký tham gia chương trình?
Tại vì anh mới mua nhà ở dưới Đức Hòa, dưới khu dân cư Tân Đô Long An này. Tại ba cũng mới mất nó, nhà neo người đó. Với cả lúc ông mất cũng có lỗi ông là chưa có lập gia đình nhé, chưa có con để nên là cái trăn trở của ông lúc còn sống á, mình bây giờ muốn thực hiện nốt cho ông khi ông mất rồi, ông mất cũng được lần này cũng thất là thứ năm mới cúng buổi sáng. Coi như là muốn thực hiện cái ước nguyện của ông ha, có gia đình, có con cháu nối dõi đúng không? Đúng, đúng rồi em. À trời, sao trước đó không kiếm đi, trước khi mà ba mất đó, là ba có hối gì không anh? Thì tại anh cũng mới xây nhà dưới Long An này, khu dân cư Tân Đô này. Tại lúc trước anh cũng nay đi mai đó mà không ở một chỗ cố định nha. Cả cái lúc đấy tại anh cũng làm ăn thất bại hết lần đấy, lúc cái tiền bạc nó cũng khó khăn á, bây giờ cũng cũng khỏe rồi, nhà cũng xây, có nhà cửa riêng rồi, tại giờ sống với mẹ ở dưới Long An này thôi. À, cho nên là mua đã ổn định đồ hết rồi, sẵn sàng để cưới vợ đồ hết rồi ha. Đúng rồi em. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm một người như thế nào? Giàu nghèo không quan trọng mà từ 35 đổ xuống. Ông biết sao là đối xử tốt hai bên gia đình vậy thôi. Rồi, người ta đã từng lập gia đình đồ cũng được ha Cũng được nhưng mà nếu có con thì có con gái cũng được, nó đừng có con trai nha. anh. Con trai không được. Sao vậy? Sợ con trai nó làm sao hả hay làm sao? À, Sao không thích có con con này trai? khó lòng lắm, rồi sau này khó lòng lắm. Vậy đó hả? Trời, có con phải có con gái nữa. Rồi. Thì ví dụ như là con gái thì được nhưng con trai thì không được, con trai không được. mà con trai nó không ở với mẹ nó thì cũng được nữa. À rồi, ok. À, còn yêu cầu gì về người phụ nữ này nữa không anh? Không em, Ở đâu cũng được hay sao, hay có yêu đặt cầu là phải ở Long An không? thì giáp danh Long An này, Đức Hòa này. Dạ rồi. Anh có tài lẻ năng khiếu ca hát đồ được không? Đêm gì em? Thì anh ca thì cũng được á. Rồi ca thử em nghe một đoạn chứ làm gì, hỏi thì Ôi, ca thôi. nó cơ lắm. Ôi, ngại lắm. Trời đất ơi, bây giờ nếu mà ngại không ca thì lên sân khấu là anh phải tự chuẩn bị gì đó để ca tặng cho bạn gái đó. Thì cũng được, lăn lên sân khấu đi tí. Rồi nhưng mà phải ca cho tụi em nghe trước rồi mới lên sân khấu ca đó. Cho nên là nếu mà mình được chọn vào vòng 2 thì sẽ có biên tập trao đổi thêm về nội dung với anh Khang ha. Rồi. À, để thứ nhất là mình chủ động chia sẻ cởi mở hơn nha. Rồi chương trình cũng sẽ hiểu về anh và tìm cho anh cái cô gái phù hợp nhất nha. Dạ. Rồi Dạ cảm ơn rồi, em chào anh Khang. Mình casting xong rồi anh. Dạ. Rồi anh chào em nhé.